Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trong khi phe đối lập Ukraine cho biết phe này đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến phía đông theo thỏa thuận ngừng bắn, thì phía quân đội Ukraine vẫn tuyên bố rằng họ sẽ chỉ rút vũ khí nếu như lực lượng đối lập hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Ukraine cho biết, việc lực lượng đối lập khẳng định họ đã rút vũ khí hạng nặng chỉ là những lời nói dối. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết đã có một binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vòng 24 giờ qua do pháo kích của lực lượng đối lập. Theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký kết ngày 12 tháng 2, hai bên xung đột ở Ukraine phải rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến từ ngày 17 tháng 2. Quân đội Ukraine rút theo đường giới tuyến hiện nay, lực lượng đòi độc lập theo đường giới tuyến cũ từ ngày 19 tháng 9 năm 2014 và hoàn thành tiến trình này vào ngày 3 tháng 3 tới. Mặc dù lệnh ngừng bắn trên đã có hiệu lực từ cuối tuần trước, song đến nay các bên tại Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đã ký.